Galile, sì. Mình đang đứng tại nhà thờ 80 phút thạch trên núi Haoser theo tiếng gọi của người Do Thái và nhìn thẳng về biển hồ Galile. Và phía mặt trời mọc mình đang đang đứng tại đây là gần 10 giờ thì mặt trời mọc ở hướng đông thì chúng ta thấy bên đó là hướng đông phía sau xa xa đấy dãy núi đấy chúng ta sẽ thấy là cao nguyên Golan và càng đi xuống sâu nữa thì là Jordan phía dưới và nếu mà chúng ta nhìn đây đi về hướng tây thì chúng ta thấy ở bên đó là có thành phố Tiberias xây do vua Herode đệ nhị xây vào năm 19 sau công nguyên có nghĩa là ông xây dựng cùng thời với Chúa Giêsu sống và đây là khuôn viên của nhà thờ thì nếu mà chúng ta cứ đi tiếp tục con đường này thì chúng ta sẽ thấy là dẫn vào nhà thờ Ha Beatitude tiếng Anh do các sơ Francisco quản lý nhà thờ này xây rất là mới năm 1938 do người thiết kế Đức ông tên là Antoni Baluzzi thiết kế và nhà thờ này xây cũng gọi là khá là đẹp trên đất đá, trên đá đá Bazan. Nếu mà chúng ta đi tiếp tục thì chúng ta sẽ tới nhà thờ và Kim hẹn gặp mọi người tại đây nhé.